để khi đi đường hay đi đâu đó là mình sẽ sử dụng để mà kẹp cái quay vào đây. Ta sẽ đeo thử luôn. Đeo thử luôn, ta đeo thế nào ta? Chờ chút. Rồi, rồi, rồi. À. Đây nó đeo thế này. Xong xem mấy cái đồ này. Đây là cái cầm tay bằng chụp ảnh bằng thao, bằng thao. Cái này dù rơi xuống nước cầm hộp đồ đi rơi xuống nước là cái này nó nổi không vấn đề. Mọi người có thể thấy cái này bằng nhựa, nó làm kín ở bên trong không có gì cả. Cái này chỗ này có khớp xoay được, mình nghĩ là xoay được. À đúng rồi, một lần mình xem tại review là xoay được, nhưng bây giờ mình không xoay được, để xem sau nhé. Cái này thì dây nó nối vào đây, dây này phụ kiện này thì đi cùng với cái này, nên không được nhầm, mình nhầm phụ kiện với nhau khi nhầm là rất là phức tạp. Okay. Cái này thì nối vào đâu ta, dây này cho vào đâu ta? Không biết cho vào đâu mà. Okay. Còn cái này nó là cũng là cái dây nối để cho đẹp thôi, để móc móc vào đâu đó để có cái dây cầm. Đây. À, cái này nó ốp vào tường. Này bóc cái kính này ra. Bóc cái kính này ra. À cái này không phải bóc vào kính mà tự nhiên nó dính nó vào tường hay sao ấy. Đấy, mình thử dùng rồi. Thử vào tivi xem được. À không được. Cái này không biết sử dụng kiểu gì luôn. À đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Không được. Nằm lại, nằm lại. À không được, không dính được. Này nó hình như nó là hàng giả, không dính được. Cái đồ này. Ở đây là phụ kiện này là phụ kiện đi với cái gì không rõ nữa. Phụ kiện này khác nhau này. Cái này không để riêng ra ngoài nhà. Và đây là một đồ cuối cùng. Nên là đồ treo vào đầu. À, cái này sẽ nắp vào đây. Đúng rồi, cái này nắp vào chỗ này. Phải không nhỉ? Không biết có phải không. À, khi nắp camera vào đây sẽ thế này. Ví dụ cái camera nó bé khoảng bao nhiêu mình sẽ đặt đấy. Đấy, ta sẽ có một cái GoPro như thế, hoặc mình treo cái này vào đây nữa. Đi ta cũng có một cái camera hành động. Đấy, ok. Và bây giờ cuộc review đến đây là kết thúc. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đến mọi người một là rất là nhiều đồ. Bây giờ là phải bỏ vào cái nào dùng mình sử dụng sau thì nhiều đồ quá thì không biết dùng cái đồ gì.
còn riêng cái này thì là tí nắp vào máy luôn. Cái này cho vào đây luôn. Cái này thì đặt vào đây. Ok. Tạm thời thì mình sẽ cho vào đây đã. Tạm thời mình sẽ cho pin đặt cái pin vào túi này đã. Ok. Túi nhầm không lấy. Ok, cái này để tạm thời ở đây. Đấy, thế là mình đã review cho mọi người xem tất cả những dụng cụ đã mua từ Amazon. Và bây giờ mình sẽ chỉ mọi người đặt hàng qua máy vi tính như thế nào và có thể đặt hàng qua điện thoại cũng được. Mình hãy cùng xem nhé. Ok.